Rồi bây giờ làm cùng nhau nhá, làm cùng nhau nhá, để cho nó đều nhau và nó mạnh yếu nó nhẹ nhàng với nhau, chứ một cái bên vang cái bên nó bị lạc đấy. Rồi 2 3 la 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 la, đó đồng âm với nhau này, là la son mi. Đúng rồi, làm lại la 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 son mi. Chưa ai đều hết đó nha, chưa ai đều hết nha. Đồng nghĩa là chúng ta không tập tiếp, chỉ có tập lại cái đó thôi. Là cách tập về nhà đó. Là lá son mi là mình luyện nốt luôn. Nhắm nhắm trong chỗ nào đó. Rồi làm nhiệt tình lên nó ra này chị này. La la mạnh lên. Mạnh lên nữa. La la la. Đúng rồi. Mạnh nhưng mà không quá mạnh. Không quá vang. Mạnh mà đủ tự tin ấy, mạnh để mình tự tin ấy, còn nhẹ quá không có tự tin. La la. La la la. Chả thấy là đâu hết, toàn la không à. Nhả ra. Đúng rồi, nhả bung rộng tay ra. Đó, được rồi đó, nãy không được. La son son. Rồi, câu 2. La. La la la. Rồi. La son mi re. Nhanh nhanh. Đúng rồi, re. Đồ đồ re. Cái đó cũng là cái đó cũng là chuyển hợp âm đó, cũng đó là chuyển hợp âm đó, thấy không? Cái đó cũng là chuyển hợp âm nhanh đó. Mi tròn la. Làm luôn, làm nhanh lên nhá, làm nhanh lên nhá. La 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 la. Chả đều gì cả. La la la. Ok. Là la son mi. Nhanh nhanh nhanh, tịt nốt thế. Về luyện lô nốt lại nha. Tại vì chỉ đang chưa ra âm ấy. Chưa ra âm ấy. Nói chung là nó lọn lọn, nó rối rối. Cho nên mình chỉ được thôi, chứ còn cái đợt. La 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 la. La la son mi. Rồi la. La la la. Rồi la son mi re. Mi re re. Nhanh nhanh nhanh. Xuống luôn, re. Đồ đồ re. Nhanh 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 nhanh. Cái tội chậm mà. Cái tội chậm mà. Học học nhanh lắm. Làm chậm. Bởi vậy người ta bảo là não nhanh hơn tay đấy. Hỏi 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 hiểu chưa, hiểu rồi. Hiểu rồi não nhanh hơn tay đấy. Chúng ta biết thu được. Nhưng mà ta chưa vô được. Phải làm được cái vụ này rồi về là xài luôn chứ. Để qua ai khác chứ. Nhưng mà làm sao chị tập đây kỹ, nhuyễn, đau, mỏi, mệt á. Thì cũng nửa tuần thì chị xong chỗ này rồi. Kéo dài nửa tháng nữa. Cái này mà nửa tuần thôi. Nói chung là đảo chưa có chạy đâu. Nhưng mà hiểu mà. Rồi bây giờ cho nó đau mấy ngày rồi này. Lâu lâu cho đau mấy ngày rồi này. Rồi bây giờ làm cuốn theo nó. Làm theo đi chị. Đau cũng cho nó đau. Cái này là dễ đó. Cái da tay em mỏng quá. Da tay em mỏng rồi, da tay chị. Quạt và là dễ luôn á. Thấy nói chung là hiểu rồi đó, thôi về. Hiểu làm luôn đi, làm thêm cái vài cái nữa đi, làm nhiệt tình á, chả nhiệt tình gì hả? Không nhiệt tình sao nó đều được, đâu kêu được? Cứ bập bùng la 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 la.
dứt khoát nữa, la 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 son mi la 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 son mi re. Lúc đầu là lá, sau là son, chưa nhớ mà nha, là lần đầu tiên là lá, sau là lá son, dễ nhớ. Mi re re đô đô re. Mi son la son la. Nhớ đúng rồi. Không, nhớ đó. Rồi bây giờ một mình chỉ làm này, xong là hát đoạn đầu bài nào cũng được ha. Cứ làm intro đi, làm đi. La 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 son mi la 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 son mi re re đô đô re re mi son la son la. Nhanh hát bắt đầu. Này là cánh thư nguyên nhật chữ của em học trò. Tiếp tiếp nhanh lên đúng sai làm luôn quất đài luôn. Đúng rồi, nhanh, đúng rồi, nhanh lên, nhanh luôn đúng rồi đó, thấy chưa, ok đó, lẹ lên đến thâu đâu lẹ lên. Đúng rồi, nay em là ra tới chiến trường. Đó, nó giỏi đó. Đó, ép mỡ, ép dầu, ép vài video đấy, thấy không? Bắt buộc phải làm. Tại vì đâu là bắt buộc phải làm mà. Thối thúc lên là làm lẹ, đau đớn cũng phải làm. Rồi, làm lại lần nữa. Làm gì? Lần nữa cho nên nó giỏi luôn này. Đau cũng phải cho nó giỏi luôn. Đã lâu rồi nha. Rồi, đến nào được, đến sau làm cho lẹ lên. Son mi nhanh son nhanh đồ đồ nhanh dê mi son la nhanh son la nhanh chụp nhanh vô hát. Mai trường nhanh đúng rồi. Tôi còn học mi em tôi còn học nữa mi, đúng rồi la, đúng rồi. Ngày xưa mi đúng rồi, hai đón dịu nhau đường lẻ loi. Anh không gặp nữa là mí bao yêu thương và nhớ. Cái đó phá cũng được nha, nó chuẩn, nó phá đó. Nhớ anh xin chép nên đô vào những đêm là. Đúng rồi, rồi bây giờ hát nguyên bài đem nhắc hợp âm cho nha. Hát nguyên bài đi. Đóng một lời đâu hát bài. Cứ hát thì như vậy đó. Như vậy đó, hát như vậy là em nhắc cái lời cho. Là cái câu nào là hợp âm nào nha. Rồi mình kiểm chứng xem nó đúng không, nó tương đồng không. La la.
La son mi. Rồi. La la la. La son mi re. Rê đâu, rê đâu, chả thấy rê đâu. Rê mà lo tìm rê đi rồi. Rồi làm lại nha, làm dứt khoát, làm mạnh lên này. 2, 3. La 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 la. La la mi son mi. Rồi la. La la la. La son mi re. Rồi đây, chụp dê, chụp dê nhanh, vừa gáy mà vừa chụp. Đồ dê. Rồi mi son la. Son la. Rồi.